Hello, xin chào các bạn, em là Lê Solo bình an cho các bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phân đoạn thứ ba trong Kinh Thánh, và chúng ta sẽ cứ Kinh Thánh và ghi nhớ Kinh Thánh nhá. Thì bài trước chúng ta học về Chúa đã tạo dựng nên loài người, và cái bài số 3 này và cái bài số 3 của sách Thế Ký này đó là sự sa ngã của loài người. Nói chung là như thế này: Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người với một cái sự sáng láng, sự vinh quang không thể chết đi, không thể biến mất, một sự sống vĩnh cửu cùng với Chúa. Thế nhưng mà loài người đã làm mất cái điều này, khi mà sa vào sự cám dỗ của ma quỷ. Thực ra đấy thì mình không nói những cái điều mà các bạn biết rồi, đó là Satan đã đến và cám dỗ như thế nào, đúng không? Các bạn đọc Kinh Thánh và hiểu rồi là các ngươi không chết đâu, rắn nói người nữ như vậy. Nhưng mà cái tình tiết này ấy, đi xuyên suốt cái sáng thế ký thứ ba, nó làm một cái vấn đề là như thế này, đó là Satan, ma quỷ, quỷ vương và các linh ác và cũng như là đồng bọn của nó rơi vào cái tình trạng đó là chúng đang phạm tội, đang chống nghịch, đang phản bội lại Đức Chúa Trời, và chúng không chết. Đức Chúa Trời chỉ đuổi chúng ra khỏi vườn. Đức Chúa Trời đã đuổi Satan, ma quỷ ra khỏi thiên đàng, nhưng không hiểu sao Satan lại có thể được Chúa cho phép đi trong vườn địa đàng. Satan đã đến vườn địa đàng, và Satan đến vườn địa đàng với một cái sự sống không bao giờ chết. Satan sẽ nói với người nữ rằng là: đây, các ngươi nhìn thấy ta đây, ta là người chống lại Đức Trời, ta là người không vâng lời Đức Trời đây, nhưng ta có chết đâu, đúng không? Ta có chết đâu. Satan sẽ nói với người nữ như vậy. Và đôi khi ấy, Satan vẫn dùng cái cách này để cám dỗ loài người chúng ta bây giờ, đó là nó thường nói ấy là: ôi, các mày cứ phạm tội đi, chúng mày cứ phạm một cái tội, cái đấy nó không phải là tội đâu, chúng mày chỉ hiểu nhầm về lời Chúa dạy thôi, không chết đâu, không phải là tội lỗi đâu. Ma quỷ sẽ thường nói như thế, bởi vì là chúng mày nhìn đi, có tấm gương đây, tao nhìn tấm gương đây, hay người này nhìn tấm gương đây, người kia nhìn tấm gương đây, họ đã như vậy đây, họ đã như thế đây, đúng không ạ? Thì đấy là cái cách mà ma quỷ cám dỗ ông ta. Cuộc sống này đấy, chúng ta rất khó phạm tội nếu như chỉ có một mình chúng ta sẽ phạm cái tội đó, chỉ có một mình chúng ta vi phạm lỗi lầm đó, chỉ có một mình chúng ta đưa ra quyết định sai lầm đó, thì chúng ta sẽ rất khó làm điều đó, rất khó, vì tâm lý chúng ta là không có ai chết chung. Nhưng mà nếu như có một người nào đó sẵn sàng chết chung chúng ta, sẵn sàng có một người nào đó mà đã sai lầm như chúng ta, thì chúng ta sẽ dễ cái người đó cũng đã như thế rồi, đúng không? Thì mình có thêm đối tượng chết chung không sao cả, mình vẫn cứ liều. Thì đôi khi là như vậy, đây là cái tâm lý của con người. Tâm lý, và cái tâm lý này nó đã một phần tạo nên sự lựa chọn cho con người các bạn ạ. Thì cái điều mà con rắn nói là các ngươi không chết đâu, nó chỉ là một phần thôi. Đấy, nó chỉ là một phần thôi. Và tâm lý số đông, hay là tâm lý cũng đã có tạo vật khác đã phản bội Chúa, đã không vâng lời Chúa, cũng có sao đâu, đúng không? Chúa đấng nhân từ chúng ta thứ mà, đây nó cũng chỉ là một phần thôi. Đấy, thì nó cũng chỉ là một phần thôi các bạn ạ. Thế nhưng mà Đức Chúa Trời đấy còn cho loài người một cái sự nhận biết mà chúng ta đã học trong cái bài thứ hai rồi, hoặc là các bạn học trong nền tảng, thì các bạn biết là loài người có nhận thức, loài người có được quyền lựa chọn, có ý chí quyết định các bạn, thì loài người có cái này. Thì ở đây ấy, Kinh Thánh chép về cái việc đó là khi người nữ ấy, nghe cái lời con rắn xong thì bắt đầu là nghĩ theo việc là ta sẽ ăn. Thì con rắn nó nói như thế là cái việc này là Chúa chỉ lừa dối ta thôi, hoặc là Chúa không phải là cấm đâu, hoặc là nó nói như vậy. Hoặc là Eva sẽ nghĩ là dù sao mình ăn cũng không chết, bởi vì con rắn này đó, con Satan này nó phạm tội với Chúa, nó có chết đâu, đúng không? Thì đấy là cách nghĩ của Eva. Nhưng mà nó còn một cái lý do nữa để dẫn đến Eva sa ngã. Ở đây nó chính là
khi người nữ thấy cái trái cây của cái cây đó thì là trái cây đó rất là ăn ngon, chưa ăn bao giờ nhưng lại biết là ăn ngon đấy, nghĩa đẹp mắt và làm cho và có thể làm cho mình khôn lên, mình khôn lên, mình khôn hơn. Ở đây có ba cái sự cám dỗ, đó là thứ nhất là ăn ngon, mặc dù là chưa ăn bao giờ nhưng lại Eva cảm giác là à ăn ngon. Thì đôi khi trong cuộc sống này có rất nhiều thứ nó đánh lừa cái đôi mắt, khiếu giác, chi giác của chúng ta, ngũ giác của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy một người phụ nữ đẹp, ta cứ nghĩ là à người phụ nữ này khi mà cưới về làm vợ sẽ rất hạnh phúc. Chúng ta nghĩ một cái điều như vậy, hay là ta nghĩ là ô cái người đàn ông nó đẹp trai, ăn mặc lịch sự thì lời nói của anh ta đáng tin, lời nói anh ta đáng tin, lời nói của anh ta là đúng. Đôi khi chúng ta bị tâm lý chiếm hữu, bị tâm lý chiếm lấy chúng ta mà chúng ta không còn cái ý chí quyết định đúng nữa, quyết định sai, ý chí sai, suy nghĩ sai là bởi vì cảm giác là cái đấy ăn nó sẽ ngon, cảm giác lấy người đấy sẽ hạnh phúc, cảm giác ở bên người đấy mình sẽ không đau khổ, cảm giác hội thánh đó là hội thánh tốt, cảm giác nơi đó là nơi tốt, cảm giác đến đó ta sẽ hết buồn, cảm giác nơi đó sẽ cho ta niềm vui, cảm giác nơi đó sẽ cho ta thỏa mãn. Mặc dù chưa thử bao giờ, chưa thử bao giờ. Các bạn hiểu, chưa thử bao giờ nhưng mà lại cho rằng, lại định vị nó là ăn ngon. Đây là cái điều rất là sai lầm. Thì có thể là một số mục sư khác đã dạy các bạn rồi, đúng không? Thì mình chỉ nhắc lại thôi. Để các bạn hiểu là chúng ta rất dễ bị lừa bởi chính chúng ta lừa chúng ta. Chúng ta đã ăn bao giờ đâu mà nghĩ là ngon. Chúng ta đã cưới cô ấy bao giờ đâu mà ta nghĩ rằng hạnh phúc. Chúng ta đã... đúng không? Ta phải cần cân nhắc nhé. Chúng ta chưa chơi với người ta cứ nghĩ người ta ăn mặc đẹp là người tốt à, đúng không? Ta chưa đến cái nơi đó, đến cái nhóm đó mà ta cứ nghĩ nhóm đó là tốt à, ta phải thử, đúng không? Thử, nhưng mà cái thử này là cái thử chết, cái thử của Eva là cái thử chết. Đó chính là cái sự cám dỗ, nó là nghịch lý như vậy, nó nghịch như vậy. Các bạn không thử sao biết được, nhưng mà thử xong thì chết rồi. Đây là cái nghịch lý của cái cuộc sống các bạn. Đấy là mình muốn nói các bạn. Rồi trong câu này nói về cái việc đẹp mắt. Đẹp mắt tức là gì? Tức là con mắt nhìn thấy đẹp. Còn không hiểu sao ấy thì đa phần người giàu là người đẹp, và người đẹp, người có nhan sắc đẹp thì thường là giàu các bạn ạ. Người đẹp thường hạnh phúc hơn người xấu, người đẹp thường có được nhiều quyền lợi hơn người xấu, người đẹp thường được ưu tiên hơn người xấu, đẹp thường có cái giá trị đó rất là hay. Và khi người ta nhìn thấy cái gì đó đẹp đấy, người ta cứ nghĩ luôn cái đẹp đó chính là cái quý, người ta luôn nghĩ cái đẹp đó chính là cái giá trị, cái đẹp nó chính là cái vinh hiển, hay là đẹp nó có nghĩa là ngon, hay đẹp nó sẽ là bổ sung cho nhau. Đấy. Đẹp nó sẽ là bổ sung cho cái khác. Ví dụ như là người này mà hát hay này thì phải đẹp, đúng không? Đẹp hát hay thì là cộng điểm, điểm cộng. Đấy, nó như vậy, tức là đẹp nó là một cái điểm cộng cho cái từ ăn ngon. Đẹp nó là từ điểm cộng cho từ ăn ngon. Các bạn hiểu đây là mình nói về cái con mắt của chúng ta. Thế nên là trong Kinh Thánh có chép một câu đó là dục vọng của mắt, đúng không ạ? Dục vọng của mắt, mắt là cái dục vọng cực kỳ kinh khủng luôn. Rồi tiếp theo là cái câu là có thể là đẹp mắt rồi và quý đấy, các bạn thấy không? Thấy ngon và đẹp tự dưng là nghĩ nó là quý luôn. Con người có tâm lý rất buồn cười như vậy, chưa ăn nhưng mà lại cứ nghĩ nó ngon. Và điều Chúa cấm cho nên là khi mà con người trái lại lệnh của Chúa, ăn trái cây biết điều thiện điều ác rồi thì không được ăn trái cây sự sống nữa. Và tất cả những trái cây giống họ đã ăn trước đó bây giờ bị trái cây điều thiện điều ác, tất cả là biến mất, đúng không? Cho nên là sự sống đã bị mất sau khi ăn trái cây điều thiện điều ác. Trước đó chưa đâu có cấm ăn trái cây sự sống đâu, bởi vì họ vẫn luôn sống mà, đúng không? Nhưng mà bây giờ đấy thì họ đã phạm tội và họ chắc chắn sẽ phải chết. Ăn trái cây biết điều thiện điều ác, ăn trái cây biết điều thiện điều ác đồng nghĩa với việc sau này sẽ phải chết, không còn vinh hiển của thân xác, không còn sự sống nữa, cho nên phải chết. Cho nên là Chúa cấm ăn trái cây sống, và Chúa đã sai thiên sứ để canh giữ cái vườn, canh giữ cái nối đến, nối đi đến cây sự sống, và cũng như là Chúa cất cái cây sự sống là có thể là không còn ở trên trái đất này nữa. Và Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Eden, và bây giờ đã không biết vườn Eden ở đâu nữa, và có thể là Chúa cũng cất vườn Eden ra khỏi cái thế giới này rồi. Cái điều này nó là một sự mầu nhiệm mà đến giờ chưa ai hiểu. Đấy. Thì vườn Eden thật sự đã trông như thế nào, đã đẹp đẽ ra làm sao,
đã bị tàn phá như thế nào sau cái sự không vâng lời của Adam, rồi là cây sự sống trông như thế nào, trái của cây thiện ác biết trông nó đẹp, nó ngon hay là như thế nào, ăn vào như thế nào thì ta vẫn không được thử, không biết, không được biết như nào, ta không được biết tất cả mọi thứ như vậy. Ta chỉ biết đây là một câu chuyện, và đây là một câu chuyện đã xảy ra và nó để lại cái hậu quả cho đến bây giờ, hậu quả cho đến bây giờ. Và đây là cái tình tiết để ghi nhớ, nhưng là cái tình tiết mang nhiều ý nghĩa, mang nhiều bài học và đáng suy ngẫm nhất trong cuộc đời của chúng ta trong vận phân đoán trong sáng thế ký chương 3 này. Khi con người đã trở về đúng với cái nguyên lý mà bây giờ chúng ta vẫn phải bị, đó là chết và trở về cát bụi. Đó là cái điều vô nghĩa nhất. Nếu như chúng ta không biết sử dụng cuộc đời chúng ta, không biết sử dụng tâm trí, tâm linh chúng ta tốt lành, thì sau này ta sẽ sinh ra và chết đi, chẳng có nghĩa lý, chẳng thấy có nghĩa lý gì, chả làm nên mục đích gì của Đức Chúa Trời, đánh mất đi cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, rồi lại còn đánh mất đi cả mục đích của Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta trên đất này nữa. Thì đấy là cái điều mà đáng sợ nhất mà chúng ta rất dễ vấp phải. Thì mình chia sẻ với các bạn là dù thế nào nữa các bạn hãy cố gắng giữ tấm lòng các bạn, làm sao để chúng ta có được một cái vinh hiển sống khi chúng ta sống trên đất này, hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời trên đất, và chúng ta sẽ nhận lấy sự khen ngợi, sự cứu rỗi của Chúa và sự sống đời đời sau này. Đó là cái lời khuyên và là ước ao cho bản thân mình cũng như cho bản thân các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hẹn gặp lại, goodbye.